Hello everyone, my name is Sylvie Itu. I am from Montreal, Canada. I speak French, that's my first language, but here we speak English. I have been working with the International Association of Infant Massage for the past 34 years of my life. It started when my first baby was born, and then I met this association. That is absolutely amazing. And it became my life. Before I was a school teacher, but now I'm an infant massage instructor and an infant massage trainer. And I've been training over 5,000 instructors in more than 20 countries around the world on the 5 continents, which gave me the chance to know that this program is wanted and needed everywhere around the world, how parent responds and everything. And now we have so many research showing the value of our program. Now this is my first time in Vietnam. It was very special to be invited. It's always very special for me to be in a new country. And I am very grateful that I've been invited to teach the IAIM here in your country. And also the very positive thing is how people here, the 13 participants of this first training I did in Vietnam, were completely open to hear what I had to say, which is for me as a trainer something extraordinary, because sometimes I go to new places and people look at me with skepticism and they look at me, oh no, no, no. Here I felt right from the beginning, right from the first morning of this training, that people were completely ready to listen. And what was also beautiful is that among the days, we've been spending 5 days together, people started to say to me, this is changing my professional perspective. This is changing my life. This is improving my personal life. And it really touched me how, somehow, Vietnam, at least the participants in this training, were ready to hear the message that IAIM has to bring to the world. And that is mainly that parents need to love their babies. And parents need to be the first most important persons for their babies. And I would say the biggest challenge is to hear that a lot of parents in Vietnam do not know that yet. And that makes me extremely sad. And they just bring the baby here and there, and the baby becomes like a bit like a new object that you need to repair or something. Now, babies are human beings with emotions right from the beginning. And all studies in the world show that if a baby is deeply, truly loved by the parents in the first months of their life, the rest of their life will go better. They'll be better in school, they'll be more intelligent, they'll be well-balanced, and they'll be socially active, and their brain will function better. Now, that's very important for society, and if I have a message for all the people in Vietnam, is do transform your thinking. The baby is not like a car that you bring to the garage. Your baby needs you, and they need to build a strong attachment towards you. And that's what we do in our association. We value parents as the most important persons in the world for their babies, and we teach them how to touch their babies lovingly. Yes, we do massage. Yes, we have techniques. Yes, they have benefits, technical benefits, proven by studies and everything. But the most important is that it's a parent doing it with care and love. Because human beings, what they need is love. And if you feel loved as a human being, you can do extraordinary things in life. And that's the message of our association. And I do hope that the whole of society of Vietnam will transform their thinking. And we'll see the parents as the most important persons in the world for the baby, and the parents will understand that. I only want to come back here to help my new colleagues, because now I have new colleagues in Vietnam, to ensure that this thinking starts to happen in your country. And it will be a pleasure for me to come back in 2019. Về massage cho trẻ sơ sinh thì cái điều mà chúng ta có được ấy
ra chính là cái việc chạm và truyền cái sự kết nối cho những em bé. Tuy nhiên đến đây thì thực sự là mình được kết nối với mọi người và mình cũng được hưởng cái sự kết nối đấy từ mọi người. Cái điều mà mình cảm thấy thích nhất đấy là mình được học những cái kiến thức nó rất là chuẩn đấy từ chính cái người mà có chung đây là sáng lập cái hội, và sau đấy cái động tác mà massage sẽ dành cho trẻ khi mình làm với, mặc dù là làm trên búp bê thôi, nhưng mình cảm thấy được rằng cái sự gắn kết giữa mình với cả là búp bê. Thì mình nghĩ là nếu khi mà thực tế của bố mẹ mà đã làm trên con của mình thì sự gắn kết của nó thật sự là không có từ nào để mà diễn tả được. Đấy là một cái tình cảm mà mình nghĩ rằng là khi mọi người cứ chạm vào em bé thì mọi người mới có thể nhận được hết cái gì. Chứ còn miêu tả qua như thế này thì không thể nói hết được ạ. Cô Cindy và các bạn đã giúp em nhận thức được cao hơn về cái giá trị của sự kết nối, vì cái trạm yêu thương với những em bé ngay từ khi các em đã sinh ra. Bởi vì bản thân em đã có con, nhưng mà em đã không làm được tốt cái công việc đấy của con. Khi em sinh con ra thì khoa khoa cũng thế, cảm thấy là em đây là những bước đầu tiên để em chữa lành cho bản thân em, và em chữa lành cho những cái điều mà con em đã phải trải qua mà thôi. Khi mình làm việc với các cha mẹ, cái việc các kiến thức biết thì rất là đơn giản, truyền thụ kiến thức thì rất là đơn giản, nhưng mà truyền thụ được cái cảm xúc, truyền thụ được cái tình yêu thương đến các giữa cha mẹ đến con cái thì nó thực sự phải luyện tập, và mình sẽ phải làm việc trong 5 tuần để phải thực hành cụ thể. Sau đó mình mới được xét xem là có đạt chứng chỉ đấy không. Đấy là khi lần đầu tiên mình được hướng dẫn thêm các bà mẹ, thực tế thì mình gặp cũng không ít là áp lực đấy, mặc dù là cái thời gian đứng lớp của mình cũng khá là dài rồi, nhưng mà khi mà mình thực sự mình là đóng vai một cái người hướng dẫn xa, mình cảm thấy là cái mình cũng bị áp lực là mình không biết là cái khả năng truyền đạt của mình đến bố mẹ như thế nào, và mình có lôi cuốn được bố mẹ thực hành hay không. Thực ra này, qua những cái buổi thực hành như thế thì mình thấy là những khó khăn đấy nó cũng giải quyết được hết, bởi vì căn bản là mọi người đều đến với cái tinh thần rất là hợp tác. Có thể thấy là những cái điểm mà mình chưa tìm được cái tiếng nói chung thôi. Em cảm thấy rằng mình mang một cái trách nhiệm rất to lớn và lan tỏa cái điều tốt đẹp này đến càng nhiều phụ huynh càng tốt, đến càng nhiều những người bạn bè xung quanh, hay kể cả những người mà không thân thiết. Đến càng nhiều càng tốt, bởi vì là cái giá trị truyền thống nó đang mất dần đi, và em cảm thấy khá áp lực, bởi vì là mình biết mà mình không nói thì cảm thấy rất là có lỗi. Để nói về thử thách thì chắc là cái khóa học này sẽ không có một cái thử thách nào hết, đó dành cho tất cả mọi người, tất cả những ai muốn tham gia với hiệp hội massage sơ sinh quốc tế. Một số cái hoạt động của